Đông Ngô, Văn Quốc, Bắc Giang, Khố Đỏ. Đô Nguyễn, Gia Trọng, Đồng Nai, Khố Xanh. Ai đâu bảo giới. Hai đô xe đài. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Thank you.
tôi xin mời hai đội vào trong giới chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua hạng cân 56 ở lúc 2 phút 43 giây của hiệp 1, Nguyễn Gia Trọng, Đồng Nai thắng.